Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người bộ sản phẩm công tắc cảm ứng trạm RF433MHz. Bên cạnh phần công tắc cảm ứng trạm còn có tay phát RF433MHz để điều khiển từ xa. Mặt kính cường lực chống xước, chống va đập, kết hợp với vòng tròn LED báo trạng thái, trông rất tinh tế. Mặt sau sản phẩm với một vài thông số lưu ý: điện áp 170-240 VAC, công suất 200W trên một thiết bị. Với đèn LED hay bóng compact thì công suất khuyến cáo là nhỏ hơn 100W trên một thiết bị. Mình sẽ chạy thử với một bóng sợi đốt với sơ đồ như sau. Với hai tải, các bạn có thể tham khảo cách kết nối này. Cắm nguồn và chỉ cần chạm nhẹ lên mặt kính. Để học lệnh cho tay phát, ta sẽ chạm giữ vào mặt kính và nhấn giữ vào kênh A hoặc B. Đến khi nghe thấy một tiếng bíp nhỏ là đã thành công. Khi đó bạn đã có thể điều khiển kết hợp chạm và tay phát. Làm tương tự như vậy nếu bạn muốn học lệnh cho phím bấm tay phát còn lại. Nếu muốn xóa kênh vừa học, ta cũng chạm giữ nút trên mặt kính và tay phát. Đến khi nghe thấy hai tiếng bíp là đã xóa thành công. Trên đây mình đã giới thiệu qua về sản phẩm công tắc cảm ứng trạm RF433MHz. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.